nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch hè tình nguyện mới đây tại trường tiểu học Lê Lợi, phường Đoàn Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, phối hợp câu lạc bộ võ Aikido nhà thiếu nhi tỉnh An Giang tổ chức tuyên truyền luật trẻ em và kỹ năng phòng vệ cơ bản cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Tại đây, các em học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản của luật trẻ em như quyền bổn phận của trẻ em, nguyên tắc biện pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trách nhiệm của cơ quan tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân trong việc thực hiện quyền và bổn phận của trẻ em, được tham gia chương trình tập huấn kỹ năng phòng vệ cơ bản dành cho thiếu nhi, một số kỹ năng tự ứng phó và bảo vệ bản thân của môn võ Aikido trước các hiện tượng bạo lực và xâm hại. Thông qua chương trình nhằm giúp cho các em thực hiện tốt luật trẻ em để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình, nâng cao khả năng cảnh giác, tự vệ khi bị các đối tượng lạ mặt, quá khích tiếp cận và có các hành vi tấn công gây mất an toàn cho bản thân, đảm bảo an toàn tính mạng của trẻ em khi gặp các trường hợp liên quan để tự bảo vệ chính bản thân mình. Thưa quý vị và các bạn, huyện Phú Tân hiện có hơn 44.300 trẻ em dưới 16 tuổi, chiếm 24,3% dân số của huyện. Trong đó có hơn 18.500 trẻ em dưới 6 tuổi, chiếm 9,84% dân số. Do số lượng trẻ em lớn nên nhu cầu về sân chơi cho trẻ ngày càng bức thiết, nhất là trong dịp nghỉ hè. Nắm bắt được nhu cầu này, các ban ngành, đoàn thể và địa phương trên địa bàn huyện Phú Tân đã triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh và an toàn cho các em trong dịp hè. Trong những ngày hè này, tại sân cầu lông xã Tân Trung, huyện Phú Tân, ngày nào cũng có khá đông các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông tham gia học lớp cầu lông do Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện tổ chức. Đến đây, các em được giáo viên dạy kỹ thuật đánh cầu lông từ cơ bản đến nâng cao. Bên cạnh đó, còn trang bị về nền tảng thể lực cũng như chiến thuật cầu lông thi đấu, kiến thức về vận động, phòng tránh chấn thương trong tập luyện và thi đấu cầu lông để mang lại sức khỏe toàn diện cho các em. Trong quá trình học, các học viên được tham gia thi đấu giao lưu cùng với các đội năng khiếu trong và ngoài huyện, kịp thời phát hiện những em có năng khiếu bồi dưỡng tham gia thi đấu các giải thanh thiếu niên, hội khỏe phù đổng cấp huyện, cấp tỉnh, vân vân. Mùa hè năm nay con học được học những lớp đánh cầu, đá banh, và con thích nhất là môn đánh cầu. Thầy dạy các tư thế cầm vợt chuẩn, phát cầu với lại là đánh với lại là đánh cơ bản. Hồi nhỏ thì em đã được tiếp xúc với một môn cầu lông rồi, nhưng mà chỉ là ở cái mức ở trong xóm bạn bè quýnh với nhau thôi. Từ cái cấp mà thi xong là em đi tham đăng ký liền. Mùa hè tham gia lớp năng khiếu đánh cầu lông thì sẽ giúp em cải thiện được sức khỏe, với lại là hạn chế được thời gian ở bên máy tính và điện thoại, sẽ giúp sức khỏe em được cải thiện hơn. Lớp năng khiếu hè này cũng tạo sân chơi cho các em trong sau một năm học dài, để tránh các em coi TV và chơi game thường xuyên. Rồi qua đó thì cũng giúp em rèn luyện sức khỏe. Lớp năng khiếu hè hoạt động cũng được đến nay đã 4 năm và 5 năm. Thì cũng có một số bạn đã tham gia được các giải thanh thiếu niên hoặc là hội khỏe phù đổng của ngành giáo dục. Thì cũng có đạt được một số thành tích nhất định. Phát huy vai trò của các cấp, ngành và địa phương trong công tác chăm sóc giáo dục và phát triển thiếu nhi ngay từ những ngày hè, Ban chỉ đạo sinh hoạt hè thị trấn Phú Mỹ đã tích cực chỉ đạo các cấp đoàn triển khai kế hoạch hè năm 2024, đồng thời vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động văn nghệ thể thao, các lớp bơi lội, vân vân cho trẻ em trên địa bàn thị trấn nhằm tạo sân chơi lành mạnh, an toàn cho thanh thiếu nhi, học sinh. Đặc biệt trong những ngày hè, Ban bảo vệ chăm sóc trẻ em thị trấn cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ban chấp hành Đoàn Thanh niên thị trấn đã tổ chức liên quan Tết thiếu nhi với nhiều hoạt động như văn nghệ, trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, truyền thông, tặng quà cho trẻ em là con đoàn viên công đoàn cơ sở, học sinh nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường tiểu học trên địa bàn thị trấn, tổ chức hội thao cùng con vui hè, vân vân, thu hút đông đảo trẻ em và phụ huynh tham gia, giúp các trẻ em phát triển về thể chất, khuyến khích tinh thần đồng đội, đồng thời là dịp để cho các gia đình gắn kết hơn qua những trò chơi tập thể đầy hứng khởi, tạo sân chơi an toàn bổ ích lành mạnh cho trẻ trong dịp hè. Con rất là vui, có thể được chơi, không khí ở đây rất là nhộn nhịp và rất nhiều người đang tập luyện rồi cùng gia đình mình tập luyện chơi cùng nhau, giúp cho con gắn kết cùng với gia đình, có thể hiểu với ba mẹ con hơn. Tham gia cùng con vui hè thì bản thân rất là vui, được cái sự gắn kết giữa ba mẹ và các con,
tạo cái sân chơi lành mạnh vui cho bé. Hầu hết các gia đình tham gia đều tích cực và trên tinh thần là phấn khởi để mà cùng tham gia với cuộc hội thi. Nghỉ hè là dịp các em thiếu nhi được thỏa sức vui chơi, thư giãn sau thời gian dài học tập căng thẳng với bao câu chữ phép tính. Bên cạnh chăm lo và tổ chức các hoạt động vui chơi sôi nổi, bổ ích dành cho các em thiếu nhi trên địa bàn huyện, những ngày này, tại các điểm vui chơi trên địa bàn huyện Phú Tân cũng tổ chức nhiều hoạt động, khóa học thể thao, nghệ thuật nhằm giúp cho các em nâng cao kỹ năng sức khỏe, tránh xa các hoạt động không an toàn. Có thể nói, việc tạo ra những sân chơi ngày hè cho trẻ em không chỉ giúp các em vui chơi thỏa thích mà còn tạo cơ hội cho các em trải nghiệm, phát triển cả về thể chất và tinh thần, rèn luyện những kỹ năng sống cần thiết, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang vừa tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại công ty trách nhiệm hữu hạn Toyota Cần Thơ, chi nhánh An Giang thuộc phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên. Tình huống giả định là tại khu vực bảo trì và sửa chữa xe ô tô xảy ra sự cố dây điện, gây hiện tượng chạm mạch, phát sinh tia lửa điện gây cháy. Ngọn lửa nhanh chóng lan sang các buồng sơn khác, tạo thành đám cháy phức tạp và sinh ra nhiều khói khí độc bao trùm toàn bộ khu vực sửa chữa và bảo trì xe, gây nguy hiểm đến tính mạng của nhiều người và gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh An Giang cho xuất 2 xe chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 36 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường vụ cháy, phối hợp lực lượng chữa cháy tại chỗ, nhanh chóng dập tắt đám cháy, hỗ trợ di chuyển người bị nạn và tài sản đến nơi an toàn. Buổi thực tập nhằm chủ động và nâng cao hiệu quả chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khi có các tình huống cháy nổ xảy ra tại cơ sở.